cạnh FS-V31 nguồn cấp 12 đến 24V một chiều, loại module khả năng mở rộng 16 module, ngõ ra điều khiển NPN 100mA 40V, chức năng điều chỉnh thời gian 0,1 mili giây đến 9999 mili giây, hiển thị LED màu đỏ, chế độ ngõ ra light on và dark on, tốc độ đáp ứng 33 mega giây, kích thước 30,3 x 9,8 x 71,8 mm, trọng lượng là 80 gram.